Văn Thanh. Đây có thể nói là một trận đấu rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm hầu như tất cả các cầu thủ, ngoại trừ 3 cầu thủ vừa mới bình phục sau chấn thương, đó là Minh Vương, Duy Mạnh và Đình Trọng. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều cố gắng thay đổi tối đa số cầu thủ trong vòng 3 lần. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia đội hình chính ra làm 2 phần. Và cuối cùng chúng ta đã có được một kết quả 1-1. Một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể rất là hài lòng. Tuy nhiên sau trận thì chúng ta cũng đối mặt với một nỗi buồn rất lớn khi mà thủ thành Văn Toàn, người đã đẩy được quả penalty ở những phút cuối trận, và Lương Xuân Trường đã bị đau chân. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn trong ngày mùng 1 tháng 6 trước khi trở lại tập luyện vào ngày mùng 2 tháng 6. Vân Hậu anh em, Vân Hậu đau chân nhỉ, bên cạnh anh.